Thưa quý vị và các bạn, hôm nay hiện tượng sương mù dày đặc đã quay trở lại khu vực trung tâm thành phố và điều này được nhận thấy rõ nhất đối với những người dân ở các tòa nhà cao tầng. Đến trưa, sương mù vẫn dày và xuất hiện mưa phùn ở nhiều nơi. Theo Chi cục Bảo vệ Môi trường Hà Nội, chỉ số chất lượng không khí AQI đo được tại 10 trạm quan trắc trên địa bàn thành phố những ngày qua, đa phần ở mức xấu tới rất xấu. Thời tiết sương mù ẩm đã khiến ô nhiễm không khí những ngày này luôn ở mức cao. Vì thế mà các hoạt động vui chơi ngoài trời dịp cuối tuần của người dân cũng bị hạn chế rất nhiều. Nhiệt độ dao động trong ngày là khoảng 21-24 độ. Đến tối và đêm nay, sương mù và mưa nhỏ vẫn sẽ xuất hiện ở một số khu vực nội và ngoại thành Hà Nội. Nhiệt độ về đêm có xu hướng tăng lên, chỉ khoảng là từ 23-26 độ. Độ ẩm là từ 72-97%, không còn cảm giác hanh khô. Thưa quý vị, đã là thời điểm trung tuần tháng 12, thế nhưng mùa đông năm nay khá khác biệt bởi hiện tại chỉ cho chúng ta cảm giác những ngày cuối thu đầu đông. Ngày mai, ngày làm việc đầu tuần vẫn sẽ duy trì bầu trời có sương mù nhẹ về sáng, kèm theo đó là mưa nhỏ. Trưa và chiều trời hửng nắng, nhiệt độ tăng lên, dao động trong khoảng 24-28 độ. Dự báo hình thái thời tiết này sẽ duy trì cho đến hết thứ Bảy tuần tới. Sau đó đến ngày Chủ nhật, ngày 17 tháng 12, một đợt không khí lạnh mới sẽ tràn về. Và đợt rét thứ hai trong tháng sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân với mức nhiệt độ thấp nhất là 11 độ và cao nhất không quá 17 độ. Sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các khu vực Hà Nội trong ngày mai. Khu vực phía Tây thành phố, từ Phúc Thọ tới Chương Mỹ, Hà Đông, nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 23-28 độ. Và hình thái thời tiết này cũng diễn ra ở khu vực phía Nam, từ Thanh Oai, Thường Tín đến Mỹ Đức với mức nhiệt độ không thay đổi. Khu vực các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 22-27 độ. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây, nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 21-26 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, nhiệt độ từ 23-28 độ. Phần cuối bản tin sẽ là phần dự báo chi tiết của khu vực Hà Nội trong 7 ngày tới và các tỉnh thành trên cả nước. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.